Manchester City vẫn chưa thể rút ngắn được cách biệt với Liverpool dù ở vòng đấu trước, Lữ đoàn đỏ gặp một đội bóng mạnh là Chelsea. Thầy trò viên Pep Guardiola sẽ cần tiếp tục tận dụng cơ hội ở vòng 23 giải Ngoại Anh, khi Liverpool sẽ có chuyến làm khách tới sân của Arsenal, còn họ chỉ phải làm khách tới sân của Brentford. Cuộc đối đầu giữa đội bóng sẽ diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 6 tháng 2. Kevin De Bruyne và các đồng đội dù phải làm khách nhưng đánh giá cao hơn với kèo chấp 1/4. Ở vòng đấu trước, Bayern Brentford đã gây ra bất ngờ lớn khi với lối chơi hợp lý, họ đã khiến Tottenham rất vất vả mà có được chiến thắng. Tuy nhiên, việc chơi hay mà lại không giành được kết quả khả quan có thể sẽ khiến những đội bóng yếu xuống tinh thần, nhất là khi Brentford đã để thua tới 4 trong 5 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại Anh. Còn về phần Man City, họ vẫn đang thắng như trẻ tre với 8 thắng liên tiếp. Vậy nên, để đánh bại Brentford với một tỷ số cách biệt, theo chúng tôi sẽ là nhiệm vụ không quá khó khăn. Việc chọn động cơ trên sẽ làm cho anh em nên dành sự cân nhắc hơn. Kèo tài xỉu cặp đấu này đang được giảm mức 3 hòa. Trong các cuộc gặp gỡ giai đoạn trong quá khứ, chưa có trận đấu nào có quá 3 bàn thắng được ghi. Với vị thế của đội cửa dưới, Brentford không có cách nào khác là đổ bê tông để hạn chế bàn thua. Khi đó, xỉu 3 hòa sẽ là điều đầu tư anh em nên dành sự quan tâm.